Các bạn có biết điều gì đã đưa Dinoman đến với việc làm nội dung về khủng long hay không? Đó chính là những cái tên. Thật sự thì Dinoman không làm nội dung về khủng long vì chúng hung mạnh, tàn bạo hay khát máu. Trước đó thì hình dung của Dinoman về khủng long có lẽ cũng không khác nhiều các bạn ở đây, coi khủng long như những con quái vật có thể dễ dàng xé xác con người chỉ bằng một cú cắn. Tuy nhiên, vào năm 2022, khi lần đầu tiên bắt đầu tìm hiểu về khủng long một cách nghiêm túc, thay vì chỉ đọc về khủng long trong truyện hay xem trên phim ảnh, mình thật sự bất ngờ khi nhận ra rằng khủng long không chỉ đơn giản và một chiều như thế, ngay từ những cái tên. Mỗi cái tên khủng long, hay còn gọi là danh pháp khoa học, đều có một câu chuyện sâu xa đằng sau mà càng tìm hiểu càng thấy thú vị. Tại sao T-Rex lại được gọi là T-Rex? Tại sao Stegosaurus có nghĩa là thần lằn mái nhà? Hay tại sao Mesosaurus lại là Sauram mà không phải Saurus? Có thể các bạn không biết, ý tưởng đầu tiên khi làm mê khủng long TV là mình muốn xây dựng nó giống như một cuốn từ điển về khủng long, nơi bạn có thể tìm hiểu về tất cả những cái tên khủng long từng có trong lịch sử. Dù theo thời gian thì mục tiêu đó đã không hoàn toàn giống như xưa nữa, nhưng Dinoman vẫn yêu thích việc được chia sẻ về những cái tên khủng long với mọi người. Ngày hôm nay, mời các bạn hãy cùng mê khủng long TV quay lại với một trong những cái tên khủng long mà mình rất yêu thích từ những ngày đầu lập kênh, Thanos. Tôi là Dinoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Như đã nói, đằng sau mỗi danh pháp khoa học khủng long đều có một câu chuyện về nguồn gốc của nó, chứ không chỉ là những ký tự Latin vô hồn và khô khan. Ngày nay thì việc đặt tên khủng long cũng có phần trở nên thoải mái hơn nhiều so với trước đây. Các nhà khoa học có thể đặt tên khủng long theo nhóm nhạc, nhân vật, diễn viên họ yêu thích như một cách để kỷ niệm. Câu chuyện về cái tên khủng long hôm nay của chúng ta bắt đầu vào năm 2018, khi hãng phim Marvel khiến giới hâm mộ điện ảnh lên cơn sốt khi công chiếu bộ phim Biệt đội báo thù, cuộc chiến vô cực, tên tiếng là Avengers Infinity War. Dù có sự góp mặt của rất nhiều siêu anh hùng quen thuộc do các diễn viên nổi tiếng thủ vai, thế nhưng nhân vật tâm điểm của bộ phim năm đó không phải là một trong các siêu anh hùng, mà chính là nhân vật phản diện của bộ phim, Thanos. Một gã hành tinh có làn da tím như khoai lang tím, sở hữu sức mạnh vô song. Hắn có thể đấm gục cá khổng lồ xanh Hulk trong vòng 1 phút và bán hành cho toàn bộ các siêu anh hùng khác, ngoài trừ cô nàng phù thủy đỏ Scarlet Witch ra. Gã sở hữu thứ vũ khí thuộc hàng mạnh nhất vũ trụ được gọi là găng tay vô cực, và mục đích của gã trong phim là thu thập đủ 6 viên đá vô cực, lắp vào găng tay để rồi búng tay xóa sổ một nửa số sinh linh trong vũ trụ. Từ ngoại hình cho đến sức mạnh, mục đích hành động của Thanos đều toát lên chất ngầu mà không nhiều phản diện trong lịch sử điện ảnh có được. Trong khi những kẻ phản diện thường mưu cầu sức mạnh và quyền lợi cho mục đích của riêng mình, thì mục đích của Thanos lại mang tính lý tưởng nhiều hơn, dù lý tưởng đó có phần điên rồ và gây ra sự mất mát quá lớn. Nhiều người sau khi xem xong cuộc chiến vô cực đã gọi Thanos là phản diện ngầu nhất, xịt nhất từng thấy trong vũ trụ điện ảnh Marvel từ trước đến giờ. Ngay cả trong trận chiến cuối cùng trong Avengers Endgame, dù đã lên kế hoạch rất kỹ càng và biết trước sự nguy hiểm của Thanos, các siêu anh hùng vẫn phải rất vất vả mới có thể đánh bại được gã khoai lang tím, với sự hy sinh vô cùng to lớn là cái chết của người sát Tony Stark. Tất nhiên đây chưa phải là nội dung chính của video ngày hôm nay. Bây giờ, chúng ta hãy quay trở lại với năm 2014. Vào năm đó thì nhà cổ sinh vật học Sergio Luis Simonetto cùng đội ngũ đến từ bảo tàng cổ sinh vật học của giáo sư Antonio Censo de Aruda Campos đã khai quật được phần trước trục xoay của một loài khủng long theropod tại một địa điểm gần thành phố São José do Rio Preto thuộc bang São Paulo ở Brazil. Vài năm sau, nhà cổ sinh vật học Fabiano Vidoi Iuri tiếp tục khám phá ra phần sau của chính đốt trục này. Nếu bạn chưa biết thì trục xoay là tên gọi của đốt sống cổ thứ hai nằm ngay dưới xương chẩm, tức đốt sống cổ thứ nhất. Tuy chỉ là một đốt sống nhưng nó vẫn chứa đựng khá nhiều thông tin để có thể xác định loài ở khủng long. Các nhà cổ sinh vật học Brazil nhanh chóng bắt tay vào nghiên cứu mẫu vật mới phát hiện này, dù chỉ có một đốt sống duy nhất chứ không phải một bộ xương hoàn chỉnh hoặc có độ nguyên vẹn cao. Nhóm nghiên cứu vẫn có thể dựa vào nó để chỉ ra nhiều điểm đặc trưng về giải phẫu học, cho thấy đây là một loài khủng long hoàn toàn mới mà khoa học chưa từng biết đến. Chẳng hạn như phần sống lưng của đốt sống rộng hơn, trong khi mặt bụng của đốt sống sâu hơn về phía sau. Hai lỗ nhỏ ở mặt bên được ngăn cách bởi một bức vách tương đối rộng trên mỗi mặt bên của thân đốt sống. Nói tóm lại là theo các nhà nghiên cứu, chỉ trên cái đốt sống này đã có đủ đặc điểm và tiêu chuẩn của một loài mới, cũng như phân loại của nó mà không cần biết phần còn lại của bộ xương ra sao. Các bạn hỏi tôi tại sao thì tôi cũng bó tay nha, vì đây là magic của các nhà cổ sinh vật học. Vì vậy, vào năm 2018 thì Fabiano Vidoi Iuri cùng một nhà cổ sinh vật học nữa là Rafael Dencourt đã công bố rằng đây là một loài khủng long mới, kèm theo danh pháp khoa học mà họ quyết định đặt tên cho loài khủng long này.
Trùng hợp thay, năm họ hoàn thành việc mô tả loài khủng long mới cũng là năm bộ phim Avengers Infinity War được công chiếu trên khắp thế giới. Và vốn là những người hâm mộ của vũ trụ điện ảnh Marvel, các nhà nghiên cứu cũng rất ấn tượng với nhân vật Thanos ở trong phim. Vậy là họ quyết định đặt tên chi trong danh pháp hai phần của loài khủng long này là Thanos, có tên loài được dùng để vinh danh người đầu tiên phát hiện ra hóa thạch, Sergio Luis Simonato. Chính vì vậy chúng ta có danh pháp hai phần đầy đủ là Thanos Simonatoi. Đó chính là nguyên do khiến cho loài khủng long này có cái tên đặc biệt như thế, và tôi từng đùa với mọi người rằng đây là loài khủng long có cái tên ngầu nhất vũ trụ. Tất nhiên, đó chỉ là nói cho vui thôi. Hơn nữa, các nhà cổ sinh vật học cũng dựa trên các đặc điểm của mẫu định danh để xác định Thanos Simonatoi là một loài khủng long thuộc họ Abelisauridae, cùng họ với các chi khủng long khá nổi tiếng là Carnotaurus hay Machungasaurus. Họ Abelisauridae, Hán Việt gọi là Á Bối Lực Long, lấy từ tên của chi điển hình Abelisaurus, là một họ khủng long theropod phát triển và sinh sôi mạnh mẽ trong suốt kỷ phấn trắng, đặc biệt là ở khu vực phía nam của siêu lục địa cổ đại Gondwana. Thế nên ngày nay người ta có thể tìm thấy hóa thạch của chúng ở nhiều nước tại châu Phi, Nam Mỹ, Ấn Độ và Madagascar, vốn là những vùng đất ngày xưa thuộc về siêu lục địa Gondwana. Như hầu hết khủng long theropod, các loài thuộc họ Abelisauridae là những loài ăn thịt đi bằng hai chân, có chi sau to khỏe và trên hộp sọ có những chi tiết trang trí tương đối phức tạp nhằm mục đích nhận diện loài hoặc để trang trí khoe mẽ, tạo lợi thế trong chuẩn lọc giao phối. Ở Carnotaurus, những chi tiết này còn biến hình thành một cặp sừng trông rất ngầu, khiến các nhà khoa học đặt cho nó cái tên có nghĩa là bò ăn thịt. Một điểm đặc trưng thường thấy khác của nhiều loài trong họ này là cánh tay của chúng bị thu nhỏ đến mức trông khá buồn cười, thậm chí còn nhỏ hơn của T-Rex. Mặc dù vậy thì chúng vẫn có 4 ngón tay so với 2 của T-Rex, nhưng không có xương khuỷu tay. Các xương bàn tay kết nối trực tiếp với xương cánh tay, thế nên độ linh hoạt của bàn tay rất kém. Trong 4 ngón tay thì ngón thứ nhất và ngón thứ tư không hề có xương đốt ngón tay, nên chúng rất ngắn và gần như không thể cử động. Nói chung, cánh tay của nhiều loài trong họ Abelisauridae còn kỳ cục và vô dụng hơn cánh tay của T-Rex. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, chúng vẫn có thể được sử dụng vào một số mục đích ít ỏi nhất định, chẳng hạn như điều nhảy gợi tình mà Carnotaurus thực hiện trong loạt phim tài liệu hành tinh thời tiền sử Prehistoric Planet. Hiện tại thì họ này được chia làm hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất là phân họ Machungasaurini, còn nhóm thứ hai là nhánh Brachyrostra. Đặc điểm phân biệt chính giữa hai nhóm đó là hộp sọ, hay nói đúng hơn là phần móm của nhánh Brachyrostra ngắn hơn phân họ Machungasaurini. Những chi điển hình của phân họ Machungasaurini gồm có Machungasaurus ở Madagascar, Idosaurus và Rahasaurus ở Ấn Độ. Trong khi đó thì những chi điển hình của nhánh Brachyrostra có Abelisaurus, Carnotaurus và Thanos Simonatoi là một thành viên của nhánh Brachyrostra này. Thế nên hộp sọ của nó cũng sẽ ngắn, tuy nhiên chi tiết trang trí như thế nào, chẳng hạn như liệu nó có sừng giống như Carnotaurus hay không thì chúng ta khó mà suy đoán được. Niên đại của Thanos Simonatoi cũng được xác định rơi vào khoảng 86 đến 83 triệu năm trước. Họ cũng dựa vào mẫu định danh và quan hệ họ hàng của Thanos Simonatoi để ước tính loài khủng long này có kích thước như thế nào. Dù mang cái tên ngầu là vậy, nhưng Thanos Simonatoi có kích thước tương đối khiêm tốn, chỉ dài khoảng 5m hoặc nhiều nhất là 6m, chiều cao khoảng 1,5m. Cũng có thể đây là một con khủng long chưa hoàn toàn trưởng thành nên chưa đạt đến kích thước tối đa, nhưng việc chỉ có một đốt sống cổ không cho phép các nhà cổ sinh vật học đưa ra kết luận xa hơn về độ tuổi của con khủng long. So với chi khủng long tiêu biểu nhất của họ Abelisauridae là Carnotaurus, Thanos bé hơn nhiều, bởi Carnotaurus có thể dài từ 7,5 cho đến 8m. Với kích thước không quá to lớn thì Thanos Simonatoi có lẽ không phải là động vật săn mồi đầu bạn trong môi trường của nó. Trong cùng khu vực, người ta đã tìm thấy hóa thạch của một loài khủng long theropod thuộc nhánh Megaraptor có cùng niên đại nhưng lại to hơn Thanos Simonatoi khá nhiều. Con mồi của Thanos Simonatoi có lẽ là những loài khủng long ăn thực vật cỡ nhỏ, chẳng hạn như Ibirania parva, loài khủng long cũng mới được khám phá trong năm 2022. Dù sao thì đây cũng là một chuyện bình thường, không liên quan gì đến danh pháp của Thanos, bởi đó chỉ là một cái tên được đặt nhằm mục đích kỷ niệm, chứ không đề cập gì đến sức mạnh hay vị thế của con khủng long trong hệ sinh thái. Sự hiện diện của nó cũng khẳng định thêm tính đa dạng của các loài khủng long từng hiện diện trên đất nước Brazil. Hiện tại thì hóa thạch của Thanos Simonatoi đang được trưng bày tại bảo tàng Monte Alto ở Brazil. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mên Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi để cập nhật những video mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mên Khủng Long TV.